Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ngon Dễ Làm. Mình là Hữu Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt bò xào với cà chua bi. Một món ăn ngon rất là dễ làm. Thịt bò thì rất là ngọt, ngon, rất là giàu chất dinh dưỡng. Còn cà chua bi có vị chua chua, vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món thịt bò xào với cà chua bi rất là thơm ngon tuyệt vời dữ lắm luôn. Và ăn rất là hao cơm. Và đây là nguyên dĩa thịt bò nè quý vị. Dĩa thịt bò này thì khoảng 200g. Thịt bò thì mình mua, nhờ người ta sắt lát mỏng mỏng ra sẵn luôn nha quý vị. Và khoảng 200g cà chua bi, tỏi, hành tím và các trái ớt với hành lá, các nguyên liệu chính của mình đó quý vị. Và dĩa thịt bò mình sẽ cho các gia vị vào. Mình cũng tận dụng cái muỗng cà phê này luôn nha quý vị. Rồi mình cho các liều lượng gia vị vào. Thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối, khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 1/3 muỗng cà phê bột niêm, khoảng hơn nửa muỗng cà phê đường cát, tiêu xay thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu xay vào luôn. Và nước mắm thì mình cho khoảng 2 muỗng cà phê nước mắm. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị, mà mình ướp sao cho nó vừa ăn, hợp với khẩu vị ở nhà mình. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa thịt bò rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút trước khi mình xào nha quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các miếng thịt bò. Rồi sau đó mình xào với cà chua bi nó sẽ rất là thơm ngon và rất là đậm đà. Hành lá thì cái phần gần gốc đó quý vị, mình cũng sắp nhỏ nhỏ ra luôn. Để nữa mình phi nha quý vị. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn. Và cái phần gần lá thì mình cũng sắp nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào mà thịt bò xào với cà chua bi của mình chín thì mình sẽ cho hành lá vào để cho nó thơm hơn và ngon hơn. Hành tím thì mình cũng đập cho nó dập dập. Và các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập luôn. Rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi chung với hành lá mà phần gốc luôn nha quý vị. Rồi mình cũng cho vào trong cái dĩa sẵn luôn. Và ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn. Để khi nào mà thịt bò xào với cà chua bi của mình chín thì mình sẽ cho ớt vào. Có vị cay cay của ớt góp phần làm cho cái món thịt bò xào cà chua bi của mình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn. Và các cái cà chua bi nè quý vị, mình cũng chẻ ra làm 4. Trái nào nhỏ nhỏ thì mình chẻ ra làm 2 nha quý vị. Còn trái bự bự thì mình chẻ ra làm 4. Đó, sau hồi mình đã sắt nhỏ nhỏ ra hết trơn nè quý vị. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho một ít tỏi, hành tím và hành lá gần gốc vào để mình phi. Và sau một hồi phi đó quý vị, tỏi, hành tím và hành lá gần gốc nó rất là thơm luôn rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho cà chua bi vào để mình xào sơ qua. Mình đảo qua một vòng thôi để cho nó thấm đều cái phần tỏi và dầu. Rồi mình sẽ cho một ít gia vị vào
thì mình cho 1 phần 3 muỗng cà phê bột niêm và 1 muỗng cà phê nước mắm. Rồi sau đó mình đảo đều lên cũng khoảng 1 phút thôi, rồi mình sẽ nhắc xuống nha quý vị. Rồi mình sẽ xào với thịt bò. Và sau một hồi xào đó quý vị, cà chua cũng đã thấm các gia vị rất là nhiều rồi. Và bây giờ mình nhắc xuống, bắt cái chảo khác lên, mình cũng cho một ít dầu ăn vào. Và khi dầu đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho cái phần tỏi, hành tím, hành lá gần gốc còn lại đó quý vị, mình cho hết vào luôn để mình phi. Và sau một hồi phi đó quý vị, cũng đã vàng óng ánh rất là thơm luôn rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho nguyên dĩa thịt bò vào. Nãy giờ mình ớt các gia vị cũng đã hơn 15 phút rồi đó nha quý vị. Và bây giờ mình cho vào và mình xào. Và khi mình cho thịt bò vào rồi thì mình để lửa cao cao lên nha quý vị, để trong khi mình xào thịt bò nó sẽ không có ra cái phần nước của thịt bò ra quý vị. Và nó sẽ giữ được cái độ ngọt bên trong của thịt bò nha quý vị. Đó, sau một hồi thì thịt bò của mình nó đã hết cái phần đỏ đỏ rồi đó quý vị. Thì mình sẽ cho cà chua bi vào. Rồi mình xào thêm cũng khoảng 1 phút nữa là được rồi nha quý vị. Và sau thời gian nãy giờ xào đó quý vị, cà chua bi xào thịt bò của mình cũng đã chín rồi nè quý vị. Rồi mình sẽ cho hành lá và ớt vào luôn. Đó, quý vị thấy nguyên chảo thịt bò xào cà chua bi rất là hấp dẫn lắm luôn. Món này ăn hào cơm dữ lắm luôn. Hoặc là mình làm một món gì đó trong một bữa tiệc gì đó cũng rất là ngon tuyệt vời. Và mình múc hết cà dĩa luôn nha quý vị, chuẩn bị mình dùng trong bữa cơm ở gia đình mình. Đó, sau hồi múc ra đầy dĩa luôn nè quý vị. Một món ngon, rất là bổ dưỡng lắm luôn. Và bây giờ mình quay cận lại nè quý vị. Nguyên dĩa thịt bò xào với cà chua bi cũng đã chín rồi, đã thành phẩm rồi đó quý vị. Thịt bò thì rất là ngọt, ngon, rất là giàu chất dinh dưỡng. Còn cà chua bi thì có vị chua chua, vị hương thơm rất là đặc trưng. Rồi kết hợp thêm một số gia vị khác và nguyên liệu khác, tạo nên món thịt bò xào với cà chua bi rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.